Lúc này trên bảng xếp hạng, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp ở vị trí thứ 6. Họ có được 5 thắng lợi, hòa 4 trận và thua 5 trận, có được 19 điểm. Và sau đây sẽ là đội hình xuất phát của đội chủ nhà được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 89 Patrick Lê Giang, hàng thủ gồm số 3 Thanh Thảo, số 43 Brandon Lucas, số 5 Minh Tùng, số 2 Ngô Tùng Quốc đội trưởng. Hàng tiền vệ gồm số 16 Thanh Khôi, số 77 Sầm Ngọc Đức, số 6 Huy Toàn, số 10 Trách Timite và số 20 Chu Văn Kiên. Trên hàng công sẽ là tiền đạo cắm duy nhất Santiago Patiño. Tân binh người Colombia cũng đã nổ súng trong trận đấu ra mắt. Đây sẽ là đội hình xuất phát của đội khách Hà Nội FC được dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản Daiki Wamasa. Trong khung gỗ là thủ thành Quan Văn Chuẩn, hàng thủ gồm số 21 Đình Hải, số 26 Văn Nam, số 16 Thành Trung, số 7 Xuân Mạnh. Hàng tiền vệ gồm số 88 Hùng Dũng, số 29 Tân binh Everton Pereira, người có trận đầu tiên ra mắt trong áo câu lạc bộ Hà Nội, số 14 Hai Long, số 10 đội trưởng Văn Quyết, số 19 Văn Trường và trên hàng công sẽ là Tuấn Hải. Cầu thủ đã trở lại sau chấn thương và có một màn thể hiện tương đối tích cực trong trận thua trước Thép Xanh Nam Định. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ thiếu vắng đi Tim Hồn, trung vệ người Luxembourg đã có dấu hiệu bị sốc nhiệt và đã ở lại Hà Nội. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay với trọng tài chính là ông Ngô Duy Lân, các trợ lý của ông Nguyễn Minh Tuấn, ông Lê Xuân Hùng và trọng tài thứ tư là ông Trần Văn Trọng. Trận đấu này sẽ không có sự hỗ trợ của công nghệ VAR. Đầu gần nhất thì Hà Nội FC có 4 chiến thắng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và 1 trận hòa. Hai đội bóng bằng điểm nhau nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đang hơn về hiệu số. Như vậy là trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi còi để bắt đầu hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Ở trong hiệp 1 trận đấu này thì đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục màu đỏ trắng sẽ bảo vệ khung thành phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Và đã có những va chạm. Tuấn Hải đang gặp phải một chấn thương, một chấn thương ở vùng lưng. Ngay lập tức thì các nhân viên y tế cùng đội trưởng Văn Quyết đã phải lao ra để theo dõi tình hình của Tuấn Hải. Nên nhớ rằng là Tuấn Hải mới chỉ trở lại thôi. Trận đấu được tiếp tục và Hà Nội FC tạm thời sẽ vẫn đang thiếu vắng Tuấn Hải. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ chỉ ra sân với một ngoại binh duy nhất, đó là Everton Pereira. Một cầu thủ rất đáng chú ý khi trong quãng thời gian sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao từng khoác áo câu lạc bộ FC Porto ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và từng có giá trị chuyển nhượng lên tới 2,5 triệu euro. Đỉnh hai không thể vượt qua được Brandon Lucas. Everton Pereira tiếp tục là đỉnh hai. Trái bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Patrick Lê Giang. Màn đánh biên sẽ thuộc về đội chủ nhà. Trên màn ảnh của chúng ta là huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Ở thời điểm này thì huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được một vị trí mà có lẽ rằng trước khi bước vào mùa giải này họ không ngờ tới. Thành phố Hồ Chí Minh không cần phải vất vả trụ hạng nữa. Văn Quyết. Văn Quyết bình tĩnh. Everton Pereira. Ngay lập tức là cú đá từ xa. Cú đá có lẽ là của Đào Văn Nam. Bóng cũng đã đập vào chân một cầu thủ của đội chủ nhà và sẽ là phạt góc dành cho câu lạc bộ Hà Nội.
Bước vào trận đấu này, câu lạc bộ Hà Nội FC thiếu vắng đi chân sút số 1 Tan Huê. Cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp Thép Xanh Nam Định. Hai quả đá phạt góc liên tiếp dành cho đội khách. Lần này là một phương án thực hiện khác đi. Quả treo bóng vào. Phát bóng lên dành cho đội chủ nhà. Tuấn Hải đã có thể trở lại. Trong trận đấu gặp câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu trước, thì kể từ khi Tuấn Hải được vào sân, thế trận tấn công của Hà Nội FC có sự khởi sắc. Nhờ cú đá nã đại bác của Tuấn Hải mà Văn Quyết có cơ hội để đá bồi, để gỡ hòa. Nhưng sau đó thì Hà Nội FC lại thiếu đi may mắn khi Tàng Quế nhận thẻ đỏ. Tuấn Hải, đây là cơ hội dứt điểm. Vào 1-0 dành cho Hà Nội FC, và đó là bàn thắng của Vũ Đình Hải. Những sức ép liên tục kể từ đầu trận đấu, và đội bóng thủ đô đã có được điều mình cần trong chuyến làm khách tới thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ tình huống đấm bóng ra của thủ thành Patrick Lê Giang ở tuyến 2, thì chính Vũ Đình Hải là người giành lại bóng trước khi nhận đường truyền từ Tuấn Hải. Sau đó là một cú đá chéo góc ở khoảng cách gần, không cho thủ thành Patrick Lê Giang một cơ hội nào cả. Bóng cũng đã khẽ chạm vào tay của Patrick Lê Giang trước khi tung lưới đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Vũ Đình Hải cho câu lạc bộ Hà Nội tại Nai Quốc V-League 2023-2024. Bàn thắng ngay ở phút thứ tư của trận đấu. Có tình huống phạm lỗi với Vũ Đình Hải. Đình Hải đang tỏ ra rất đau trong pha va chạm mạnh vừa rồi. Trọng tài đã cầm sẵn tấm thẻ vàng dành cho Văn Kiên. Một thẻ vàng là xứng đáng. Cú pha bóng ở tốc độ cao và rất dễ gây nên một chấn thương nặng dành cho Đình Hải. Và bóng cũng bắt nguồn từ chính pha xử lý không thực sự gọn gàng của Chu Văn Kiên trước đó. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khá nhiều những rắc rối với cách chơi áp sát ngay từ phần sân đối thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết. Liên tiếp là những pha tránh chấp trên không. Giờ sẽ làm quả phạt dành cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Trên màn ảnh chúng ta là huấn luyện viên Daiki Wamasa. Chiến thắng 3-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 10 trong giai đoạn lượt đi chính là thắng lợi đầu tiên của huấn luyện viên Daiki Wamasa cho câu lạc bộ Hà Nội tại Đài Quốc V-League. Trong trận ra mắt thì huấn luyện viên người Nhật Bản đã để thua 0-2 trước Đông Á Thanh Hóa của huấn luyện viên Popov. Đầy ý nghĩa dành cho Vũ Đình Hải. Thắng đầu tiên của anh cho câu lạc bộ Hà Nội mùa giải năm nay sau 10 trận đã đá. Đó là tình huống tranh chấp tốt tới từ Sông Ngọc Đức. Trung Quốc. Bender Lucas. Hai là người đưa pha bóng. Rõ ràng bàn thắng đang giúp cho Vũ Đình Hải có được sự tự tin cần thiết. Thủ này đang hoạt động năng nổ, hỗ trợ tấn công và cả phòng ngự nữa. Thành Khôi, check Dimite. Đá thiếu chính xác. Chủ
nhà đã đẩy cao đội hình nhưng cơ hội đầu tiên của họ chưa thực sự mượt mà với một cú đá đi vào phần đáy của trái bóng và khiến trái bóng trượt lên rất cao. Tiếp tục là những tình huống tranh chấp quyết liệt. Trách TV đây, đưa bóng vào. Vẫn đang là nỗ lực tới từ đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh Văn Kiên. Ngô Tu Quốc đánh đầu, không được. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ cao và đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang cho thấy quyết tâm để tìm được bàn thắng, san bằng tỷ số. Người đang bị đau trên sân đó là Phạm Xuân Mạnh. Giải năm nay thì Xuân Mạnh đang đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống của huấn luyện viên Daiki Wamasa, luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở hành lang cánh phải và cũng đã đóng góp 2 bàn thắng. Brandon Lucas, thứ 10 của trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và đội FC. Bóng tới từ thủ đô đang có được lợi thế dẫn trước một bàn. Mới đây nhất trong trận cầu bắt buộc phải giành thắng lợi trước đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định để nuôi hy vọng cạnh tranh vô địch, câu lạc bộ Hà Nội FC đã phải đón nhận thất bại 1-2 với bàn thắng ở những phút bù giờ của Lucas. Đó thực sự là một thất bại cay đắng đối với đội bóng thủ đô. Nhưng mà giờ thì cách biệt giữa Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định đã được nới rộng thành 13 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Văn Quyết và các đồng đội đã gần như dương cao cờ trắng trong cuộc đua cạnh tranh danh hiệu. Ở thời điểm này thì tại Đài Quốc Việt Lịch, việc có được một vị trí giành được huy chương sẽ là một điều khả thi với huấn viên Daiki Wamasa và các học trò. Đó là tình huống tranh chấp cho thấy được kỹ năng của Ecotem Pereira. Everton Pereira là một thủ người Brazil. Năm nay anh đã 31 tuổi. Mặc áo của câu lạc bộ FC Porto kể từ năm 2018 và liên tiếp được cho mượn sang các đội bóng khác của Bồ Đào Nha và cũng đã có một quãng thời gian tương đối dài chơi bóng tại Nhật Bản trong màu áo của câu lạc bộ Vegeta Sendai. Đình Hải tiếp tục kiếm về một quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Rõ ràng với việc Tang Quê nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước cùng với việc ngày hôm nay không có sự góp mặt của Tin Hồn, Danny Junior chỉ đang ngồi trên một ghế dự bị, Hà Nội FC sẽ không có nhiều những phương án tiếp bóng trong khu vực cấm địa ở những tình huống phạt góc như thế này. Everton Pereira chỉ cao 1m81 trong khi cầu thủ có chiều cao tốt nhất hiện tại bên phía đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội đó là Văn Trường có chiều cao là 1m82. Ngô Tung Quốc Timite, Chu Văn Kiên và thả bóng hướng tới vị trí của Santiago Patiño. Đó là pha bóng đọc bài tốt tới từ Đào Văn Nam. Năm nay Đào Văn Nam và Thành Trung là một đôi trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội. Tình huống để mất bóng ở phần sân nhà, nhưng đó lại là một pha phối hợp chưa thực sự tốt giữa Tuấn Hải và Văn Quyết.
Sông Ngọc Đức, Jack Timite. Trong giai đoạn lượt về này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều những sự biến động đáng kể về mặt lực lượng. Họ không còn Ngọc Long, thì cầu thủ này đã chuyển sang khoác áo của Công an Hà Nội, nhưng cũng đã kịp giữ lại ba trụ cột quan trọng gồm Thủ Thành và Trích Lê Giang, Sơn Ngọc Đức và Huy Toàn. Đây cũng vốn là ba cầu thủ không thể thiếu trong hệ thống lúc này của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Nhưng đương nhiên là sẽ có những sự tổn thất khi mà cặp cánh Ngọc Long và Võ Huy Toàn lúc này chỉ còn một. Trong trận đấu gần nhất thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận hòa với tỷ số 1-1 trước Maryland Quy Nhơn Bình Định. Đó là trận đấu trên sân khách ở vòng 13. Thưa quý vị, vòng 14. Trước đó vòng 13 thì Thành phố Hồ Chí Minh để thua trước Hoàng Anh Gia Lai. Và hai trận đấu có được chiến thắng gần nhất. Khá nguy hiểm. Rất nhiều những rắc rối với Thành phố Hồ Chí Minh trong khâu phát triển bóng từ phần sân nhà trước khả năng áp sát của Hà Nội FC. Không dưới một lần câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã để mất bóng với những tình huống tương tự như vậy. Đã có lỗi của Jack Timite với Everton Pereira. Cầu thủ người Brazil đã cho thấy được kinh nghiệm của mình trong pha che chắn và câu được một lỗi. Áp lưng rất hay tới từ Everton Pereira để giành bóng trong chân của Jack Timite. Everton. Thành Trung. Đình Hải. Và qua người thành công của Đình Hải với Chu Văn Kiên. Trọng tài xác định bóng đã đi ra bên ngoài sân và sẽ là ném biên dành cho Hà Nội FC. Trong trận đấu gần nhất của Thành phố Hồ Chí Minh thì tân binh Santiago Patiño đã ngay lập tức có được bàn thắng trong trận ra mắt. Chúng ta phần nào đó cũng đã được nhìn thấy những phẩm chất của Santiago Patiño, một mẫu tiền đạo có khả năng di chuyển thông minh. Và cú dứt điểm khéo léo của anh cũng đã đánh bại được Văn Lâm. Tuy nhiên cho tới thời điểm này của trận đấu, Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể cầm được bóng, chưa thể tổ chức tấn công. Và chúng ta cũng chưa được nhìn thấy những tình huống chạm bóng tới từ Santiago Patiño. Check TVT, Santiago Patiño. Ngay sau đó lại là pha can thiệp tới từ Vũ Đình Hải. 20 phút đầu trận và Vũ Đình Hải đang chiếm spotlight bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Hoạt động hiệu quả trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Trận đấu đã được dự báo từ trước là có nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Gặp khó khăn trong trận đấu này nhưng nhìn về mặt tổng thể thì ở mùa giải năm nay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không còn phải vất vả lo trụ hạng nữa. Họ cũng đang tận hưởng những ngày tháng tràn ngập niềm vui và huấn luyện viên Phùng Thanh Phương từ vai trò của người đóng thế đang đảm nhiệm xuất sắc vai chính. Chu Văn Kiên rất tự tin. Trung Quốc Patiño không được, không có tình huống chạm bóng của Jack Timite. Sau cùng là cú đá tới từ Huy Toàn.
Pha bóng tạo nên khí thế dành cho các cổ động viên đang có mặt trên sân Thống Nhất. Chúng ta hãy cùng xem lại pha phối hợp này. Đầu tiên phải dành lời khen cho pha thả bóng của Ngô Tùng Quốc hướng tới vị trí của Patino. Cầu thủ này đã rất cố gắng để đặt check Timite và một cơ hội thuận lợi. Nhưng Timite cũng không phải là một người có khả năng chơi đầu tốt. Cầu thủ này không có được một chiều cao thực sự ấn tượng. Và xử lý bình tĩnh của Brandon Lucas. Sơn Ngọc Đức. Minh Tùng. Check Timite. Không phải check Timite mà đó là Santiago Patino. Đưa bóng vào. Những tình huống tạt bóng từ hành lang cánh phải của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang phần nào đó khiến cho hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội gặp rắc rối. Ngay lập tức là những áp lực tới từ tuyến 2 trong việc giành bóng. Xét về khả năng pressing trên phần sân đối phương, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có được cách tiếp cận tốt. Trọng tài trước đó đã thổi phạt với Sông Ngọc Đức một động tác kéo với Thành Trung. Đào Văn Nam. Xuân Mạnh. Đường chuyền hơi sâu của Xuân Mạnh. Minh Tùng. Trường hợp Đức vẫn giữ được trái bóng và thực hiện một đường chuyền dành cho Tùng Quốc. Thành Khôi. Ngô Tùng Quốc rất nhịp nhàng. Chú Văn Kiên. Rất đáng tiếc là đường chuyền cuối cùng của Chu Văn Kiên lại đi thiếu chính xác. Nó không thực sự vừa vặn một chút nào so với đà di chuyển của Santiago Patino. Trong khoảng gần 10 phút đã qua thì thế trận tấn công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có phần khởi sắc hơn. Và phần nào đó chúng ta cũng thấy một Santiago Patino hoạt động năng nổ. Ngoại binh người Colombia đã đến thử việc trong áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 3. Và trước đó thì cầu thủ này đã thi đấu cho câu lạc bộ San Antonio thuộc giải hạng 2 nước Mỹ sau MLS. Ở quãng thời gian đó thì mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này tới San Antonio là 450.000 euro, tương đương với khoảng 12 tỷ đồng. Điều đó chứng tỏ rằng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải trả một mức phí chuyển nhượng không nhỏ để sở hữu ngoại binh người Colombia này. Theo một số nguồn tin thì mức lương tháng của Santiago Patino là khoảng 10.000 đô. Trong quá khứ thì cầu thủ này cũng từng là đồng đội của Nani trong quãng thời gian khoác áo câu lạc bộ Orlando City của MLS. Huy Toàn.
Ngày hôm nay thì Văn Trường đang thi đấu như một tiền vệ cánh phải. Hai Long là người ở bên hành lang cánh trái để hỗ trợ cho Văn Quyết và Tuấn Hải. Đàm Văn Nam. Xuân Mạnh. Sau đó là một đường chuyền hơi mạnh tới từ Đào Văn Đạp. Đường này trước đó đã rất bình tĩnh để kéo bóng lên. Minh Tùng. Lại thêm một đường phát động dài của Minh Tùng. Chú Văn Kiên vẫn đang là tốc độ của Văn Kiên, đưa bóng vào, chưa thể có người đánh đầu từ đây. Rất đáng tiếc dành cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Cú đá là của Võ Huy Toàn nhưng không thể đánh bại được qua Văn Chuẩn. Cơ hội thứ hai trong trận đấu này dành cho Võ Huy Toàn. Đang thiếu đi sự may mắn. Vũ Tùng Quốc. Văn Kiên. Check TV đây. Chưa thể có cơ hội dành cho Santiago Patino. Người đã phá bóng là Thành Trung. Thành phố Hồ Chí Minh giành lại bóng Santiago Patino. Rất nỗ lực trước TVT. Liên tiếp là những cơ hội dành cho đội chủ nhà. Trên hàng công của Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy được sự lì lợm. Santiago Patino dù không có một tư thế thuận lợi vẫn có thể giành bóng và gạt trái bóng ra sau lưng dành cho Czech TBT. Nhưng đáng tiếc là cú đá của cầu thủ mang áo số 10 vẫn đi thiếu chính xác. Tới thời điểm này của mùa giải thì Czech TBT đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 11 trận đấu đã đá thì cầu thủ này có 5 bàn thắng tại Nike Cup V-League. Xuân Mạnh. Hai. Cơ hội để chưa lại. Dứt điểm. Không vào. Nỗ lực xuất sắc của thủ thành Patrick Lê Giang đã cứu thua cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một cơ hội thực sự rõ ràng dành cho HNFC để nâng tỷ số lên 2-0. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Xuất phát từ nỗ lực của Văn Trường ở hành lang cánh phải. Cầu thủ này đã có một nhịp xoay người trước khi thực hiện một đường chuyền trở lại vừa vặn dành cho Tuấn Hải. Nhưng đáng tiếc là cú đá bằng má ngoài của Tuấn Hải vẫn hơi nhẹ. Phan Văn Chuẩn.
Đình Hải. Không phải Đình Hải mà trước đó là Thành Trung. Hùng Dũng. Nỗ lực qua người không thành công và quả ném biên cũng thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng xem lại cầu trước đó của Thành phố Hồ Chí Minh. Và chất lượng của Chu Văn Kiên không vượt qua được Thành Trung. Nhưng nó vô tình đã hướng tới vị trí của Võ Huy Toàn. Cầu thủ này đã tung ra cú đá như đầy sở trường của mình. Đáng tiếc là bàn thắng đã không tới trong tình huống có thể coi là sắc nét nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Vedder Lucas chiến thắng trong pha không chiến. Tại đã thổi phạt với Sâm Ngọc Đức. Văn Trường. Các áp lý Tuấn Hải. Hơi khó dành cho Tuấn Hải để khống chế quả bóng như vậy. Thành Trung. Đình Hải. Rất đáng tiếc. Trong pha bóng vừa rồi thì Tuấn Hải đã không sẵn sàng di chuyển. Dù đường truyền của Đình Hải đã cho một chất lượng tốt. Đầu tiên là về mặt ý tưởng. Brandon Lucas. Minh Tùng. Cần phải cẩn thận. Bóng dài đang khiến cho hàng thủ của Hà Nội FC gặp khá nhiều những rắc rối. Những mũi nhọn tấn công bên phía Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp. Có những tình huống le lỏi ra phía sau lưng hàng phòng ngự để đón những đường chuyền dài. Rất hay nhưng đã có lỗi việt vị. Người đã rơi vào vị trí việt vị đó là Hai Long. Nhìn cách chơi của Hà Nội FC trong những phút đã qua thì có vẻ như cầu thủ đang chơi cao nhất trên hàng tấn công đó là Văn Quyết. Tuấn Hải hành lang cánh trái, Hai Long cánh phải. Và Văn Trường đang hợp thành với Đỗ Hùng Dũng và Wilton Pereira là bộ ba tiền vệ. Khoảng thời gian cooling break cho các cầu thủ tiếp nước. Khi mà thời tiết lúc này tại khu vực phía Nam đang là rất nóng. Bên phía câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có một trường hợp cầu thủ như đã kể trên, đó là Tim Hồn bị sốc nhiệt, cầu thủ này bị ốm và không thể góp mặt trong trận đấu này. Bên cạnh đó còn có trường hợp của Duy Mạnh tái phát chấn thương và chưa thể trở lại. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì có được một lực lượng mạnh nhất để đá trận đấu này. Trong khoảng thời gian đã qua thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành công trong việc đẩy đi tiền đạo Entep. Ngôi sao có CV rất đẹp. Nhưng những đóng góp thì không tương xứng.
đó có thể coi là một bài học, bài học lớn trong khâu tuyển chọn ngoại binh. CV đẹp chưa chắc đã đá được ở V-League. Brandon Lucas. Trọng tài đã thổi phạt với Thanh Thảo. Hùng Dũng. Everton Pereira. Tiếp tục là tình huống tranh chấp tốt tới từ Trách Tim Y Tề. Ngô Tú Quốc. Chú Văn Kiên. Nhịp để bóng thứ hai của Văn Kiên là hơi dài. Dù sao đó cũng sẽ là một quả phạt góc dành cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Tùng, Santiago Patiño là những cầu thủ có chiều cao tốt. Đang là Huy Toàn đưa bóng vào và đưa bóng vào ở tầm thấp. Chuyền của Văn Quyết. Trọng tài xác định không có lỗi. Bóng trở lại với đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Võ Huy Toàn. Thanh Thảo. Santiago Patiño. Vẫn đang là Patiño. Ngô Tùng Quốc. Đã ngăn chặn được đường truyền của Tùng Quốc, đó là Thành Trung. Patiño qua người không thành công. Các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ứng để xin trọng tài một quả phạt. Nhưng Ngô Duy Lân thì không nghĩ đó là pha phạm lỗi. Brandon Lucas. Ngọc Đức. Và các bóng tiếp tục là của Vũ Đình Hải. Trận đấu có thể chấm điểm ưu dành cho Vũ Đình Hải với những gì đã thể hiện. Sau đó thì Đình Hải cũng đã phạm lỗi với Trách Tim Y Tề. Sơn Ngọc Đức. Trách Tim Y Tề. Và cuộc không thành công giữa Trách Tim Y Tề và Văn Kiên. Nhưng những quả thả bóng ra phía sau lưng hàng thủ phần nào đó cũng đang khiến cho các thủ Hà Nội FC gặp khá nhiều rắc rối. Trách Tim Y Tề hay Santiago Patiño thường xuyên có những tình huống hoán đổi và lẻn ra sau lưng các trung vệ. Giờ sẽ lại là một tình huống cố định dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đứng trước bóng là Huy Toàn. Minh Tùng, Brandon Lucas và Santiago Patiño đều là những cầu thủ cao trên 1m85. Sẽ là những sự lựa chọn tin cậy trong những tình huống bóng bổng như thế này. Huy Toàn một pha sút thẳng.
Pha bóng không khó với Quang Văn Chuẩn. Bên ngoài sân thì đội chủ nhà chuẩn bị có sự thay đổi. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chuẩn bị tung vào sân tiền vệ Nguyễn Vũ Tín. Sẽ có thêm một tình huống cố định, một quả phạt nữa dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này thì khoảng cách sẽ gần hơn và cũng rất phù hợp với cái chân trái của Võ Huy Toàn. Người dưới sân sẽ là Nguyễn Thanh Thảo. Sự thay đổi ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Thanh Thảo dường như cũng không gặp phải một chấn thương nào cả, mà đó đơn thuần là một quyết định về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương mà thôi. Công bằng mà nói thì cánh của Thanh Thảo ngày hôm nay cũng đã bị khai thác rất nhiều. TVT, Huy Toàn, Sâm Ngọc Đức, Ngô Tùng Quốc là những người đang đứng trước khu vực đá phạt. Và với pha bóng gần hơn thế này thì Huy Toàn hoàn toàn thể sút thẳng. Huy Toàn, bóng không qua được hàng rào. Tiếp tục là Võ Huy Toàn và đặt chân phải. Tùng Quốc. Rất đáng tiếc là đường truyền lại hơi mạnh dành cho Trách Timite. Dù có thể chạm được vào bóng nhưng trái bóng cũng đã chuẩn bị rất xa ngay khi tiếp xúc với bàn chân của Trách Timite. Tốc độ là vượt trội, rất bình tĩnh, dứt điểm, không vào. Quả bóng cho thấy giá trị của Patrick Lê Giang. Thêm một tình huống nhồi bóng vào trong nữa, cột xa. Phát bóng lên dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Loạt những động tác xử lý cực kỳ bình tĩnh và tung ra cú dứt điểm tới từ Hai Long. Tốc độ là vượt trội để vượt qua cầu thủ vừa được vào sân thay người bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Vũ Tín. Những động tác giật lại và tung ra cú đá bằng chân trái góc hẹp. Trận đấu vẫn đang diễn ra với thế trận mở. Cả hai bên đều đã có nhiều những pha bóng đáng chú ý trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng Hà Nội FC đang là đội bóng tận dụng tốt hơn. Trách TPT. Chú Văn Kiên. Người chuyền bóng là Brandon Lucas. Sau đó trọng tài cho định đã có pha phạm lỗi của Đào Văn Nam với Trách Timite. Không phải Trách Timite mà đó là Chu Văn Kiên. Thank you.
những quả đá phạt trên phần sân của NFC của câu lạc bộ TP HCM đều đến ở hành lang cánh phải. Ngô Tùng Quốc, Đào Văn Nam, Thành Trung, những cầu thủ hàng phòng ngự của NFC vẫn đang quán xuyến tốt những pha bóng cố định. Thành Trung, Xuân Mạnh, nỗ lực khống chế không thành công của Văn Trường. Trọng tài đã thổi phạt với Đỗ Hùng Dũng. Lucas, Văn Kiên. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một trận đấu này. Quả bóng trống trải dành cho Ngô Tùng Quốc, không thành công. Nỗ lực bằng vào sau đó là của Thanh Khôi nhưng không thể tiếp bóng. Quốc đã có được một góc quan sát tốt tới Thanh Khôi ở vào một vị trí trống trải nhưng đường truyền thì lại khá gần với vì trí của Xuân Mạnh. Chính vì thế mà Xuân Mạnh sẽ có được lợi thế hơn trong tình huống phá bóng. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Ở trên sân đang có một cầu thủ bị đau. Quả bóng fair play của các thủ thành phố Hồ Chí Minh thì quyết định tra bóng. Xuân Mạnh, Văn Quyết, vẫn đang là Văn Quyết. Đây là Văn Trường đưa bóng vào. Cười, không được. Đây không phải lần đầu tiên những pha phối hợp như vậy ở khu vực ngách trung lộ của câu lạc bộ Hà Nội FC được thực hiện. Thật đáng tiếc là trong pha bóng này thì Đỗ Hùng Dũng đã không có được một tư thế dứt điểm thực sự thuận lợi. Tuấn Hải đã chủ động bò bóng. Nhưng Hùng Dũng thì hơi bị với trong pha dứt điểm bằng cái chân không thuận của mình. Đã có một tình huống tranh chấp. Và Trách Timite có lẽ đã bị choáng sau pha tranh chấp ở vùng đầu. Trọng tài Ngô Duy Lân đã rất nhanh chóng kêu gọi các nhân viên y tế vào sân. Nhưng TPT cho rằng anh ổn. Và va chạm giữa Trách TPT và Đình Hai. Đường chuyền vào trong là của Sâm Ngọc Đức. Và như vậy là trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi còi để khép lại hiệp đấu đầu tiên. Một hiệp đấu diễn ra với thế trận mở. Tuy nhiên Hà Nội FC là đội bóng đã xuất sắc hơn trong khâu tận dụng cơ hội. Và họ có được bàn thắng
Tính tới thời điểm này, giao công của Vũ Đình Hai. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với diễn biến của hiệp 2 trận đấu này. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với sân vận động Thống Nhất để theo dõi hiệp 2 của trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 15 của Nike Cup V-League 2023-2024. Khép lại hiệp đấu đầu tiên thì câu lạc bộ Hà Nội đang có được lợi thế dẫn trước một bàn nhờ công của Vũ Đình Hai ở ngay phút thứ tư của trận đấu. Và trong hiệp đấu thứ hai này, Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, báu vật đại ngàn. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hà Nội sẽ có sự thay đổi. Đỗ Duy Mạnh sẽ được góp mặt ở trong hiệp 2. Duy Mạnh mới trở lại sau chấn thương. Việc đang dẫn trước một bàn, huấn luyện viên Daiki Wamasa đã có những sự thay đổi nhằm giúp cho khả năng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội FC được cải thiện khi mà những áp lực ở trong hiệp đấu đầu tiên tới từ đội bóng chủ nhà là tương đối lớn. Chiếc Timite, Santiago Patiño và cả Võ Huy Toàn đều đã có những cơ hội nguy hiểm. Như vậy là trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi còi để bắt đầu hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Ở trong hiệp 2 trận đấu này thì đội khách Hà Nội trong trang phục màu vàng sẽ bảo vệ khung thành phía tay trái và đánh của chúng ta. Vũ Đình Hai quả treo bóng vào, đó là quả bóng xử lý an toàn tới từ Nguyễn Vũ Tín. Nguyễn Vũ Tín là cái tên đã được tung vào sân ở cuối hiệp 1 để thay cho hậu vệ cánh trái Thanh Thảo. Ecuador Pereira. Như vậy là ở đầu hiệp 2 thì người đã phải rời sân để thay thế cho Duy Mạnh, để được thay thế bằng Duy Mạnh, đó là Đào Văn Nam. Thôi. Tuấn Hải khá tốt, nhưng sau đó thì Văn Trường bị trượt chân. Tác động sau đó là không hề có lỗi. Võ Huy Toàn, Thạch Hồi, Santiago Patiño, đây là Chu Văn Kiên. Tổ quốc. Trước đó thì đường truyền của Chu Văn Kiên dành cho Ngô Tùng Quốc đã không phù hợp với đà di chuyển của đồng đội. Sương Ngọc Đức với quả tạt vào quá sâu. Trên thực tế là Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn cũng không phải thực sự quá vất vả. Chỉ có cú đá tới từ Võ Huy Toàn là đủ sức nặng khiến cho Quan Văn Chuẩn phải bay người mà thôi.
Ngược lại thì câu lạc bộ Hà Nội đã có những vài tấn công chủ yếu ở hành lang cánh phải. Họ quét được vào khu vực nách trung lộ một cách thường xuyên. Và huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã buộc phải có những sự thay đổi nhân sự ngay ở cuối hiệp 1. Khi Tùng Nguyễn Vũ Tín, cầu thủ chúng ta đang được nhìn thấy trên màn hình, vào sân để thay thế cho Thanh Thảo. Quang Văn Chuẩn. Patrick Lê Giang vẫn đang chơi đầy chủ động. Trong bàn thua của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì Patrick Lê Giang đã đầy cố gắng để chặn tay được vào bóng. Nhưng cú đá của Đình Hải là rất hiểm hóc. Chỉ quá thuận lợi để cho Vũ Đình Hai có được bàn thắng ngay phút thứ tư, và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa bóng năm nay. Bàn thắng của Vũ Đình Hai cũng là bàn thứ 20 của câu lạc bộ Hà Nội tại Night Cup V-League 2023-2024. Kể từ khi được cầm quân thì huấn luyện viên Daiki Iwamasa cũng đã giúp cho câu lạc bộ Hà Nội tính cả bàn thắng của Vũ Đình Hai là bàn thứ 13 sau 8 trận đấu, trung bình là khoảng 1,7 bàn mỗi trận. Xuân Mạnh. Đây là quả phạt góc dành cho Hà Nội FC. Đứng trước bóng sẽ là Nguyễn Hai Long. Hai Long cũng đã có một cơ hội rất nguy hiểm trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng Patrick Lê Giang đã chơi xuất sắc để từ chối đi bàn thắng. Hai Long. Đình Hai với quả tạt. Và bóng lùi về hỗ trợ các đồng đội tới từ trước Timide. Trước Timide cũng đã có một hiệp đấu đầu tiên chơi tròn vai, vẫn luôn thể hiện là một cầu thủ cơ động, nhưng rõ ràng là sự kết nối giữa Trước Timide và Santiago Patiño chưa thực sự nhuyễn, do hai cầu thủ này chưa đá với nhau quá nhiều. Họ sẽ cần thêm quãng thời gian để có được mối liên kết tốt hơn trong tấn công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài đang có những nhắc nhở với Văn Quyết và Minh Tùng. Bây giờ thì quả phạt góc mới được thực hiện. Nguyễn Hai Long. Cười. Goal! 2-0 giải cho câu lạc bộ Hà Nội. Người ghi bàn dường như là Xuân Mạnh. Đúng là như vậy. Cũng giống như ở trong hiệp đấu đầu tiên thì câu lạc bộ Hà Nội đã sớm có được bàn thắng. Bàn thắng của Xuân Mạnh ở phút thứ 52 đầu hiệp 2. Lần này là một tình huống cố định. Nỗ lực đánh đầu ngược vào trong để kiến tạo cho Xuân Mạnh là của Văn Trường. Xuân Mạnh đã không cần phải bật lên quá cao để có thể chiến thắng trước hậu vệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Quả bóng cũng đã quá tầm so với đà di chuyển và bay người của Patrick Lê Giang. Thêm một lần nữa thì Patrick Lê Giang có thể chạm tay được vào bóng, nhưng không thể ngăn chặn bàn thua cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thêm một trận đấu khó khăn nữa với một đối thủ luôn là khắc tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Văn Quyết có một thực tế, đó là trong khuôn khổ các giải đấu chính thức kể từ khi câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2016 tới giờ, thì họ chưa thể thắng câu lạc bộ Hà Nội. Đã từng có một chiến thắng, nhưng đó là chiến thắng trong trận giao hữu. Đưa bóng được xuống nách trung lộ rồi, nhưng hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đã chơi xuất sắc, họ giữ được cự ly và có được những can thiệp hợp lý. Check TVT, cú đá tương đối căng của Check TVT, nhưng bóng đi vào chính giữa khung thành và không thể làm khó được Quan Văn Chuẩn. Pereira. Những gì mà tiền vệ người Brazil thể hiện trong trận đấu này là tương đối ấn tượng. Không phải là một mẫu cầu thủ quá cơ động. Everton Pereira chơi thi đấu điềm tĩnh, biết lúc nào cần lao vào những cuộc tranh chấp, lúc nào không. Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng. Vàng dành cho Xuân Mạnh, cầu thủ đã nâng tỷ số lên 2-0. Như vậy người nhận thẻ vàng là Văn Quyết chứ không phải Xuân Mạnh. Santiago Patiño không thể qua người. Patiño đã không thể vượt qua được Vũ Đình Hai, và trong nỗ lực tranh chấp thì Đình Hai cũng đang bị đau. Và được chứng kiến vào bóng trước đó đã dẫn tới việc Văn Quyết phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Ngô Duy Lân. Đó là quyết định chuẩn xác. Brandon Lucas. Ngô Tùng Quốc. Đây là Thanh Khôi đưa bóng vào. Sẽ là phạt góc dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đường bóng không tốt của Check TMT. Sang đến hiệp 2 này thì đội chủ nhà đang không thể duy trì một áp lực đều đặn
giống như những gì họ đã làm trong hiệp đấu đầu tiên nữa. Đương nhiên có cả yếu tố về mặt tinh thần cũng đã ảnh hưởng tiêu cực một chút tới các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã phải nhận bàn thua thứ hai từ khá sớm, và điều đó phần nào đó cũng đã làm phá sản những kế hoạch của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Này cũng sẽ là một điều đáng quý dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ít nhất họ có thể sốc lại tinh thần. Chúng ta đang được nhìn thấy sự quyết tâm đó tới từ những bước chạy của Trách TVT. Cầu thủ này đã kiếm về một quả phạt cho đội chủ nhà. Lần này là hành lang cánh trái. Với những quả phạt ở hành lang trái thì Sâm Ngọc Đức sẽ là người thực hiện. Đây đang là phút thứ 60 và Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội tới từ tình huống cố định này. Sâm Ngọc Đức cũng chưa thể thành công. Santiago, không phải, đây là Brandon Lucas. Rất mềm mại. Tốt hại. Chưa thể thực hiện một đường chuyền dành cho Văn Quyết. Nỗ lực không thành công của Vũ Đình Hải. Hoạt động ở hành lang cánh trái, Văn Quyết ở vị trí trung tâm và Nguyễn Hai Long đang chơi ở vị trí cánh phải. Văn Trường, Hùng Dũng, Everton Pereira là ba cầu thủ hợp thành ở tuyến giữa. Ở trong trận đấu này thì câu lạc bộ Hà Nội còn một phương án nữa, đó là ngoại binh Deni Junio, người cũng đã có được 4 bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay. Không thành công của Santiago Patino, nhưng ngay lập tức anh giành lại bóng. Patino có bóng ra là của pha bóng ra là của Thanh Trung. Sẽ có thêm quả đá phạt góc nữa cho đội chủ nhà. Tất cả những tình huống cố định kể từ đầu trận đấu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều bị hóa giải tương đối dễ dàng. Huy Toàn khá nguy hiểm. Thật đáng tiếc là không có một cái bóng áo đỏ nào có thể chạm vào trái bóng. Trách TVT đang rất khát khao. Trong pha bóng vừa rồi thì cả Trách TVT và Santiago Patino đều bật nhảy. Đã có lỗi việt vị. Lỗi việt vị là của đội Hai Long và Văn Trường. Brandon Lucas. Tranh chấp thành công lại là của Everton Pereira. Rất điềm tĩnh ở khu vực giữa sân.
chưa phải là một trận đấu mà chúng ta thấy Everton Pereira thi đấu toàn bộ 100% công lực của mình. Nhưng ít nhất thì cũng đã thấy dáng dấp của một cầu thủ đẳng cấp là như thế nào. CV của Everton Pereira đương nhiên là rất đẹp, nhưng có thêm một yếu tố nữa khiến cho câu lạc bộ Hà Nội FC có thể yên tâm về trình độ của cầu thủ này. Đó là ở những mùa bóng gần đây, anh thường xuyên được đá chính, đá rất nhiều và có thông số đầu ra về mặt bàn thắng kiến tạo cũng là khá phù hợp với một tiền vệ phòng ngự. Minh Tùng. Bây giờ thì đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy lên rất cao với các hậu vệ, các trung vệ đang ở trên phần sân của đối phương. Dimitri rất nỗ lực để xoay sở, không thành công. Santiago Patillo xoay sở. Một pha bóng mà trước đó Jack Timothy đã bị đặt vào trạng thái phải đối đầu với hai người, nhưng đây là cơ hội phản công. 4-3. Văn Quyết. Dứt điểm. Không được. Trước đó thì đường truyền của Tuấn Hải dành cho Văn Quyết đã khiến cho người đồng đội bị lạc nhịp. Bây giờ thì câu lạc bộ Hà Nội FC sẽ có sự thay đổi người tiếp theo, Văn Toàn vào sân để thay thế cho vị trí của Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng đã không thể hiện được phong độ xuất sắc của mình. Dù này chỉ thi đấu tròn vai và cũng ít khi tham gia nhiều vào thế trận tấn công của câu lạc bộ Hà Nội. Sơn Quang Đức. Xuân Mạnh. Viên Phụng Thanh Phường cũng chuẩn bị có thêm hai sự thay đổi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Trường. Walter Pereira. Walter Pereira sau đó đã không thể vượt qua được Minh Tùng. Santiago Patillo. Trách Timothy đang di chuyển phía trong, vẫn đang là Patino. Timothy rất đáng tỷ số đã đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là sự liên kết giữa bộ đôi ngoại hình Santiago Patino và Trách Timothy. Một tình huống để mất bóng ở khu vực giữa sân của câu lạc bộ Hà Nội và pha phản công của Thành phố Hồ Chí Minh là sắc lẹm với tốc độ của tiền đạo người Colombia Santiago Patino. Anh đã giúp cho người đồng đội của mình Jack Timothy có được bàn thắng thứ 5 tại Nine Cup V-League 2023-2024. Đương nhiên một mình Duy Mạnh là không đủ. Tốc độ của Phạm Xuân Mạnh cũng khó lòng có thể đọ lại với tiền đạo người bờ biển Nga. Thắng sẽ giúp cho trận đấu hấp dẫn hơn rất nhiều. Cách biệt chỉ còn là một bàn mà thôi.
không thành công của Tuấn Hải. Anh phải đối đầu 1-1 với Brandon Lucas. Tiếp tục là Jack Timmy đây. Không có gì khó khăn với Quan Văn Chuẩn sau quả tạt của Ngô Tùng Quốc. Trước đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những sự thay đổi người khi mà Đào Quốc Gia đã góp mặt ở khu vực giữa sân. Và xử lý của Nguyễn Hải Long đã có tình huống kéo người của Đào Quốc Gia. Danny Junior cũng chuẩn bị được tung vào sân bên phía câu lạc bộ Hà Nội FC. Văn Quyết đã rơi vào vị trí biên vị. Đây đang là phút thứ 70 trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và đội FC. Một trận đấu hấp dẫn với thế trận mở. Đỗ Văn Toàn và trận chấp thành công là của Đào Quốc Gia. Brandon Lucas. Santiago Patino. Tiền đạo người Colombia đang phải lùi sâu nhiều hơn để hỗ trợ các đồng đội. Tính tới thời điểm này thì thông số đầu ra của Santiago Patino là không tệ. Một bàn thắng, một kiến tạo sau 2 trận đấu. Người sẽ phải rời sân để nhường chỗ cho Danny Junior là Nguyễn Văn Trường. Một trận đấu không quá xuất sắc nhưng có thể coi là ổn với cầu thủ trẻ Văn Trường. Bây giờ thì câu lạc bộ Hà Nội FC sẽ có 2 ngoại binh trên sân. Và đương nhiên là họ sẽ rất khác. Trọng tài vừa rút ra một thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Đào Quốc Gia. Đây là 2 sự thay đổi người trước đó, Văn Kiên và Sầm Ngọc Đức rời sân để nhường chỗ cho Lâm Thuận và Đào Quốc Gia. 2 sự thay đổi người trước đó của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian của trận đấu còn khoảng hơn 20 phút nữa và chừng đó là đủ để cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, dành cho các khán giả trên sân Thống Nhất có thể hy vọng vào việc có điểm trước câu lạc bộ Hà Nội. Bóng vào chuẩn. Danny Junior lúc này đang chơi ở khu trung tâm và nhường lại cánh phải cho Văn Quyết. Vĩ Toàn dứt điểm ngay, không được. Quả bóng dâng cao của Quan Văn Chuẩn và Võ Huy Toàn đã quyết định tung ra một cú đá ngay. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của Huy Toàn lại ăn quá nhiều và má ngoài chân trái. Một pha bóng mà Quan Văn Chuẩn đã bắt buộc phải rời khỏi vị trí an toàn để phá bóng. Nhưng ở tuyến 2 thì không có người đồng đội nào có thể hỗ trợ anh. Hải Long giật tay Hải Long. Và quả người là rất tốt nhưng đường truyền vẫn là hơi sâu so với đà di chuyển của đồng đội. Đưa bóng vào dành cho Danny Junior nhưng Brandon Lucas là người đã đọc được ý đồ. Lên mà thôi. Minh Tùng. Đây là Huy Toàn. Đường chuyền là quá mạnh hướng tới vị trí của Đào Quốc Gia. Sau đó thì Danny Juno cũng chưa cho thấy một cảm giác bóng tốt kể từ khi được tung vào sân. Patrick Lê Giang. Brandon Lucas. Lại là đường chuyền sửa lưng. Thể lực cũng đang là một vấn đề vào thời điểm này. Huy Toàn đã có một trận đấu phải di chuyển nhiều. Trên băng ghế dự bị thì huấn luyện viên Phùng Thanh Phương, còn Hồ Tuấn Tài, còn Vĩnh Nguyên, Minh Trung, Hoàng Phúc. Bóng Huy Toàn và tạt vào, vẫn là quá mạnh. Người đang có bóng là Lương Thuận. Nỗ lực xử lý không thành công của Lâm Thuận. Thank you.
Tuấn Tài và Vĩnh Nguyên sẽ vào sân để nhường chỗ, để thay thế cho vị trí của Thanh Khôi và Huy Toàn. Một trong hai cầu thủ vừa được vào sân bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đó là Vĩnh Nguyên. Từng có một chuyến đi dài ngày tới Tây Ban Nha. Cầu này đã được trải nghiệm tập luyện với câu lạc bộ Cadiz, một câu lạc bộ của La Liga. Và đương nhiên đó cũng sẽ là một dịp mà để cho Vĩnh Nguyên đi một ngày đàng học sang hồn. Rất cày, đó là đường chuyền của Vĩnh Nguyên, check Divite. Divite đường chuyền vào. Cười. Sau đó thì Lâm Thuận lại đỡ bóng bước một không tốt. Rất đáng tiếc. Một pha bóng cho thấy được khả năng quan sát rất hay tới từ Vĩnh Nguyên và tung ra một đường chuyền bằng cái chân trái của mình. Một pha bóng khiến cho các khán giả trên sân Thống Nhất phải ồ lên. Đình Hai, Văn Quyết. Kể từ khi có Danny Juno thì Văn Quyết đang chơi lùi sâu hơn, tham gia nhiều hơn và khâu tổ chức. Tính tới thời điểm này của vòng 15 thì trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC là trận đấu tưng bừng nhất của loạt trận diễn ra vào ngày hôm nay của vòng 15. Đây là trận đấu duy nhất có 3 bàn thắng được ghi. Ở những trận đấu khác thì chỉ có từ 1 đến 2 bàn mà thôi. Trong trận đấu cùng giờ thì Công an Hà Nội đang dẫn trước 1-0 trước Sông Lam Nghệ An. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu vào khung 18 giờ giành chiến thắng 1-0 trên sân của Khánh Hòa. Bình Dương hòa Thể Công Việt Theo 0-0. Và Quảng Nam hòa LP Bank Hoàng Anh Gia Lai 1 đều. Đường lui về và cắt bóng là của Đình Hai. Nguyễn Hai Long. Chưa phải là đường chuyền ngay dành cho Danny Junior. Xuân Mạnh. Là Quốc Gia. Đây cố gắng. Đây là Vĩnh Nguyên. Lần này thì Quan Văn Chuẩn đã có tình huống chủ động băng ra. Câu lạc bộ Hà Nội cũng sẽ có hai sự thay đổi người nữa. Văn Xuân và Trương Văn Thái Quý sẽ là hai cái tên được tung vào sân. Người đầu tiên sẽ phải rời sân đó là Đình Hai. Cái tên còn lại phải rời sân đó chính là ngoại binh người Brazil Everton Pereira. Một trận đấu ra mắt ấn tượng của ngoại binh này.
Lúc này câu lạc bộ Hà Nội đã thực hiện toàn bộ những sự thay đổi người. Có Văn Chuẩn. Danny Junior. Đó là tình huống va chạm có lỗi với Trường Văn Thái Quý của Vĩnh Nguyên. Đỗ Văn Toàn không thành công, bóng có vẻ như đã chạm đầu của Xuân Mạnh. Mọi thứ cần phải khẩn trương với đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh khi thời gian không còn nhiều. Đây đã là phút 85 của trận đấu này. Danny Junior. Bóng trở lại với Thành phố Hồ Chí Minh, Brandon Lucas. Trung vệ này dâng cao nhưng đã để mất bóng. Người đã giành lại bóng chính là Văn Quyết. Nguyễn Hải Long. Và bóng sau đó đã làm khó Hải Long. Xuân Mạnh. Văn Xuân. Và tranh chấp thành công của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Santiago Patiño quả thả bóng. Liên tục sửa lưng các đồng đội nhưng vẫn đang là check team ID. Và đánh gót không thành công. Hướng đọc được ý đồ tốt là của Duy Mạnh. Đến như Chido. Văn Quyết. Hải Long ở hành lang cánh phải. Vẫn đang là Nguyễn Hải Long. Và tranh chấp không có lỗi. Tương đối nhịp nhàng, Danny Chido. Văn Quyết. Dứt điểm. Wow! Pha xử lý cực kỳ đẹp mắt. Và tỷ số là 3-1 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Cuối cùng thì Nguyễn Hải Long cũng đã có được bàn thắng trong trận đấu này. Trước cú nã Đại Bác vừa rồi thì Hải Long cũng đã liên tiếp có những tình huống xử lý cho thấy kỹ thuật cá nhân khéo léo. Nhưng không thể đánh bại được Patrick Lê Giang. Nhưng lần này thì là một pha dứt điểm. Một pha xử lý quyết đoán hơn. Và Hải Long đã thành công. Bàn thắng thứ hai của Nguyễn Hải Long cho câu lạc bộ Hà Nội tại Nike V-League 2023-2024. Và đó dường như cũng sẽ là dấu chấm hết dành cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Quá nhiều không gian cho Hải Long để có thể có một nhịp khống chế trước khi tung ra một cú đá cực kỳ quyết đoán. Trong
Trái bóng căng thẳng vào góc trái khung thành của Patrick Lê Giang. Rất khó cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Với khoảng thời gian còn lại thì nhiều khả năng rằng mà trận thất bại trước đội bóng thủ đô vẫn sẽ tiếp tục được nối dài với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội FC cũng sẽ chính thức vượt qua chiến hạm đỏ trên bảng xếp hạng và chiếm lấy được vị trí thứ 6, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh để thua trận này thì họ sẽ tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đây đang là phút chỉ thiếu chính thức cuối cùng của trận đấu này. Và Trích Lê Giang. Sẽ có 5 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai của trận đấu này. Quang Xuân, Đỗ Văn Toàn. Đây là Thái Quý. Và mở bóng chính xác hướng tới vị trí của Hai Long. Cú lui về hỗ trợ phòng ngự tới từ Tuấn Tài. Trạch Tìm Y Tê. Santiago Patiño. Patiño, Trịnh Tim Y Tê vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Những nỗ lực đáng khen, nỗ lực vùng lên ở cuối trận của chiến hạm đỏ. Những ngoại bình đang thể hiện sức khát khao. Trong nỗ lực xử lý đầu tiên thì Santiago Patiño đã không thể đưa trái bóng vượt qua khỏi tầm khống chế của Duy Mạnh. Và ở tình huống tiếp theo với Trịnh Tim Y Tê thì là quá khó. Đây nhìn Junior. Chưa thể là một đường truyền hướng tới vị trí của Văn Quyết. Giờ sẽ là cơ hội tới từ một tình huống cố định cho chiến hạm đỏ. Vinh Nguyên. Vẫn là sự chủ động tới từ hàng phòng ngự của Hà Nội FC trong những tình huống bóng bổng, nhưng Danny Junior được vừa để mất bóng. Một pha bóng chủ quan của ngoại binh người Brazil.
Sau vòng đấu này thì Nygut Felix sẽ trở lại vào giai đoạn đầu tháng 5. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón một thách thức lớn khác, đó là Đông Á Thanh Hóa. Vừa rồi là nỗ lực dứt điểm tới từ Lâm Thuận. Đó là một quả tạt không tốt của Lâm Thuận. Trong khi với câu lạc bộ Hà Nội thì họ sẽ có chuyến làm khách tới sân của Sông Lam Nghệ An. Đây là cơ hội, Văn Quyết rất đáng tiếc không thể có một điểm cắt tới từ Tuấn Hải. Một pha bóng mà Vũ Tín đã bị trượt chân. Đường chuyền vào của Văn Quyết vẫn là hơi mạnh so với Tuấn Hải. Santiago Patiño. Check TBT. Không có gì khó khăn với Quan Văn Chuẩn cả. Và đúng lúc này thì trọng tài Ngô Duy Lân cũng đã đổi còi để khép lại 90 phút trên sân Thống Nhất. Chiến thắng 3-1 dành cho câu lạc bộ Hà Nội trước Thành phố Hồ Chí Minh. Và điều này cũng đã lặp lại những gì mà đội bóng của huấn luyện viên Daiki Iwamasa làm được ở lượt đi. Những người đã ghi bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội đó là Vũ Đình Hai, các bàn còn lại được ghi do công của Xuân Mạnh và bàn quyết định được ghi do công của Hai Long, trong khi bàn duy nhất của đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh được ghi do công của Trách Timite. Chiến thắng này cũng sẽ giúp cho câu lạc bộ Hà Nội vượt lên trên Thành phố Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 6, tạm thời bằng điểm với Đông Á Thanh Hóa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng FPT Play. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.